Hello các bạn, thì hôm nay mình đi vào một cái tiệm nhà mạng của Đài Loan, ở bên Đài Loan nha. Cái nhà mạng này nhà mạng GT đây, và phiên bản ở đây chỉ có phiên bản 12, ở đây 12 Pro. Đây 12 Pro 128 GB và 256 GB đó, 512. Để mình quay cho các bạn xem. Ở đây là chỉ có phiên bản này, phiên bản iPhone 12 thôi. Bên đây là iPhone 12 này, màu xám. Đây là màu xanh, màu xanh màu mới này nha các bạn. Này là ở nhà mạng nha. Đây là mình test thử cái đồng số cho các bạn xem. Thì bên này nó để chữ 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 vừa tiếng tiếng Trung. Đây nó có sẵn những ứng dụng mà quay phim nè các bạn. Quay ID. Để mình coi cái thông số ở bên trong này. Cái bảng thấp nhất của nó. Cái bảng thấp nhất của nó là coi như giới thiệu. Đây. iPhone 12. Chị hay điều hành iOS 14.1, phiên bản 14.1. Ồ, này chỉ có 64 GB. Quý vị ta. Cái nó phiên bản thấp nhất là nó nghe nói là 120 mà. iPhone 12 màu mới. Thì cái này ở nhà mạng người ta hàng gì nó trưng bày ra để cho mình test máy thôi nha mọi người. Thành ra mình không có tháo ốp ra được. Tháo ốp cho cái máy này mà không nó báo. Thì mình mới những cái thông số trong cho các bạn xem. Mình giới thiệu nè. Đó. Rõ ràng iPhone 12 không? Phần mềm của nó là 14.1. Thì thật sự cái này tiếng Trung không, thành ra mình không có bấm nhiều. Thật sự cái này coi cũng thường thôi, cũng nó màn hình của nó thì cũng OLED bằng iPhone 11 Pro. Này là iPhone 12. Này iPhone 12 chứ không phải là 12 Pro nha mọi người. Hồi nãy mình xem lộn. Đây là cái bảng giá thằng số của nó. Cái này là mình chỉ cho các bạn xem nha. Cái này là cái tiền mà mình đóng hàng tháng ở nhà mạng đó. Thì mình đóng mỗi tháng là 999 đại tệ. Mà mình trả trước là 10.800. Đó. Mà đóng hay là đưa trước 16.000 ta. Nói chung là nó nhiều cái mức giá đây nè. Nếu này gì nè, 64 GB, 128 GB, 256, 128 là Pro này, 12 là Pro nè. Đó, đó các bạn giá bên đây nè. Thì theo mọi người ta đóng bao nhiêu tháng đó. Nó cũng có 5G. Thật sự gia trình nào mà có cái phiên bản mà 12 Pro Max đó, mình cũng đi quay cận cảnh cho các bạn xem. Bên đây nó để 12 Pro cho, thật sự ra cái này chỉ có là 12 thôi. Cái này chắc
Bên Đài Loan hình như là chắc chưa có bán chính thức chính hãng là gì, cũng như là hàng xách tay vậy, nó để cho mọi người trải nghiệm, chắc mình độ là vậy. Bên đây là 11 nè, cái này là cái đóng tiền đúng không, bản 64 GB, đóng mỗi tháng là 796 khoai, là đưa trước 12.800, rồi mình lấy cái điện thoại về và làm cho mình một cái sim, là mình đóng hàng tháng là mỗi tháng bao nhiêu. Ở đây là nhà mạng GT nè, còn những cái nhà mạng khác cũng có. Cái này là mình, cái này là 11 thôi, có phải 11, cái gì nó còn tròn nè, tròn nè các bạn thấy không, còn ở bên đây là 12 rồi. Thì mình bấm cái con số bên đây mình so sánh cho các bạn xem nè. Đó. Còn chạy phiên bản 13.0 nè. Đó. 13.0 iPhone 11. À, chỉ có bản 64 GB thôi. Cái hàng mà để nó để cho người ta test thông số đó thì không có để được phiên bản cao đâu. Đó, thấy chưa? iPhone 12. Bên đây là iPhone 11. Cái dùng nguồn pin quá, không biết nó có để trong này hay không. Để dùng lượng pin. Cái dung lượng pin iPhone 12 này nó cũng có 2.800 hay gì à. Những cái bạn YouTuber ở bên nước ngoài đó, những cái nước mà người ta có bán rồi đó. Ở bên đây thì mình thấy chỉ có mấy cái nhà mạng kia hình như chưa có trưng bày hay gì, mình cũng không có để ý. Camera kìa, để không có cảm biến là đang bây giờ mắt nó có bây giờ mới có cái này không có cảm biến là đang. Mình che cái camera của nó, cái cảm biến đó, nó có bắt đầu nó nổi lên là cảm biến radar đó. Là nó có một cái camera, mà ba camera đây nó có cái dấu chấm đen ở đây nữa, cái đèn led phía trên. Mình đang chờ cái phiên bản 12 Pro Max. Mình sẽ quay cận cảnh cho mọi người xem. Thì những cái tác vụ bình thường thì cũng như gian như bên đi gian những cái iPhone 11 không có gì. Phải ID. Pin. Rồi thông số pin kìa. Ô cài đặt sẵn khá nhiều ứng dụng luôn nè. Ứng dụng mà biên tập phim, nhạc. Cái này là ứng dụng quay phim mà các bạn. Ứng dụng quay mà mình cũng có xài ứng dụng này. Quay, cắt ghép, chỉnh sửa, review cái này cho các bạn xem nè. Đó, mình muốn chỉnh cái này chỉ có 3 camera cho lại 1 camera trước chứ 2 camera sau. Đó, mình quay, mình tháo khẩu trang ra. Mình
hai màn hình. Mình không có xách cái điện thoại 11 mình theo. Mình xách cái phiên bản cái iPhone 5 SE của mình quay. Mình còn để lên tới trên này nữa ha. Cái phiên bản này, cái ứng dụng quay phim này cũng khá là hay. Đây mình đang ở trong nhà. Mình đi đóng tiền. Giúp chồng. Thôi hôm nay thì mình trên tay cái 12 này thôi nha các bạn. Là có phiên bản mới hơn thì mình sẽ quay cho các bạn xem. Chào và hẹn gặp lại.